Hello, chào các bạn. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để lựa quả lựu cho thật ngọt. Trước hết là bạn nhìn thấy cái da của quả lựu đó, có những vết rám như thế này. Vết rám là cái đường nó cô đặc vào. Thì những quả như thế này rất là ngọt. Nhìn ở dưới đáy, mình sẽ thấy những vết rám đường ở đây. Trước hết thì bạn cầm quả lựu như thế này thì bạn thấy là cái phần hoa, phần đỉnh trên đầu thì bạn sẽ cắt vòng trên mặt nhẹ thôi. Để mà khi mình cắt thì mình thấy sẽ thấy được cái những cái vách ngăn của quả lựu. Được chưa? Mình chưa thấy. Bây giờ mình phải cắt tiếp. Cắt nhẹ. Để thấy những cái vách ngăn ở đây. Đấy. Bây giờ mình thấy vách ngăn này, 1 nhé, 2 vách ngăn, 3 4 5 6 7. Được, mình sẽ rập từ trên xuống dưới như thế này, thẳng đường xuống. Chỉ khứa nhẹ thôi. Và bây giờ mình sẽ tách. Tách ra. Bạn khứa như thế này. Trên đỉnh là chắc ăn nhất. Gọi là rất là đẹp. Thử xem như thế nào. Chà ngọt quá. Thế là bạn có cái phần lựu bổ ra rất là đẹp. Không hề chảy nước nhé. Bây giờ thì hai quả lựu đã được tách ra khỏi vỏ. Quả thứ nhất thì Mimi tách ra thành từng hạt và cho vào trong chén. Cách thứ hai thì Mimi tách ra thành theo múi. Những cái miếng nhỏ này vì mình không tách hạt cho nên nó không bị dập. Mình có thể để được rất lâu. Các bạn có thể để trong tủ lạnh 1-2 tuần. Khi cần thì mình cứ nhắc ra từng miếng một và mình ăn thôi. Rất là tiện. Chúc các bạn ăn ngon.